Xin chào người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin. Ngay bây giờ là 10 giờ 48 phút sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024. Cho những người nào mới tham gia cái nền tảng thì rõ ràng bạn phải nhắn cho nhân viên để lấy đâu khoảng cỡ từ 5-10 tập hoặc hơn để xác thực tín hiệu. Nhớ trong những cái video tín hiệu nó có rất là nhiều kiến thức được lan tỏa. Nếu bạn có thời gian thì cứ đi lại những cái tín hiệu vừa rồi nghe. Bạn cần cái gì thì bạn cứ liên lạc thẳng với nhân viên, chỉ được nhắn tin với nhân viên để lấy được những tín hiệu. Giá của BTC ngay bây giờ nằm ở con giá là 69. 68.9 là một trong những cái chống lưng vừa rồi nó có hồi lại. Bạn có thể thấy là cái chống lưng cuối cùng mình đưa ra cho bạn, mình có chỉnh sửa con giá chút xíu. Vừa rồi mình cho bạn cái con giá là 68.000 và vừa rồi bạn có thể thấy là nó gần được 68 là nó hồi. Đây là cái chống lưng, cái màu vàng mình chia sẻ cho bạn. Con giá là 68 nha. Thì vừa rồi ngay bây giờ là nó chống khá là ok. Mình sẽ đi lại quá khứ chút xíu và mình sẽ nói về tương lai, xác suất chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Sóng số 3 là kết thúc ở đây. Nếu bây giờ nó bập bên đi lên luôn, nó lên trên con giá 76, nó lên 81, 90 thì có nghĩa là sóng số 4 đã kết thúc ở đây nha. Số 4 kết thúc ở đây. Nhưng mà nếu nếu mà nó lên tới không qua được con giá 76 thì xác suất là ABC được diễn ra. A B và C nghe, nó thì nó đem tới cái vùng giá này. Và vẫn vậy không thay đổi, ABC là cái xác suất xảy ra nhiều nhất. Mình đã lặp đi lặp lại ít nhất khoảng có một tháng hơn ABC là cái xác suất xảy ra nhiều nhất. Thì ngay bây giờ mình đang trong cái giai đoạn cuối cùng của cái sóng B. Xác suất là nó sẽ rơi vào con giá là từ 73 cho tới 76. Sau đó là sóng C được diễn ra rơi vào cái vùng này. Nhưng nhớ cái giai đoạn kế tiếp nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà nó vượt qua con giá 76 á, ok, có thể là nó leo lên tới 79, 81 thì có nghĩa nó là cái sóng C, cái sóng sóng số 3 này. Cái sóng số 3 này và có nghĩa là nó sẽ leo thang lên tới cái vùng 80 hơn và 90 và 100. Nghe, nguyên cái vùng này luôn. Nếu con giá nó vượt qua con giá 76 những cái giờ và những cái ngày tới đây. Ok, thì đó là hai cái sóng ngay bây giờ là lên, ok, cái sóng đỏ là lên luôn, còn cái sóng ABC này á là nó sẽ hồi lại cái vùng 70, 61,8 cho tới 50 nha, cho tới 50, 58 là cái vùng thu gom ngon lành nhất trong cái đợt cuối cùng và cái xác suất cao vẫn xảy ra nhiều nhất. Ok, nhưng mà tới cái lúc cái vùng này, ngay cái vùng mà nó lên tới 76, 70, 71, 75, 76 thì mình mới có thể xác thực là nó là cái sóng đỏ này hay là cái ABC được diễn ra. Thì về đếm sóng, vừa sóng đỏ là sóng 1 bắt đầu ở đây, sóng 2 được kết thúc ở đây và sóng 3 thì đang được diễn ra, nó rơi vào cái vùng con giá khoảng 81. Sóng 4 rơi vào con giá 76 và sóng 5 thì nó rơi vào con giá 80 hơn tới tới 90, cái 100 thì đó là cái sóng đỏ. Thì trong cái sóng đỏ như vậy đó thì mình đang trong giai đoạn là từ 2 nha, lên trên 3. Và từ 2 lên trên 3 thì mình mới sửa lại cho bạn. Đây là mình mới cộng thêm cho bạn. Đây là màu đỏ, ok, sóng đỏ, màu đỏ. Thì từ 2 lên 3 như vậy nó có 3 sóng. Đây là sóng A của nó. Đây là sóng B của nó. Và đây là sóng C của nó. Nghe, màu đỏ, sóng đỏ, ok, sóng nhỏ. ABC là sóng nhỏ của từ 2 lên lên 3, ok, và lên đâu khoảng cái vùng 81. Thì ngay bây giờ vừa rồi là sóng A đã kết thúc ở đây. Sóng B thì có thể nó vẫn có thể đang được diễn ra. Miễn sao cái sóng B này nè, cái con giá nó quan trọng á là cái sóng này nè. Cái này là sóng B, đây này mình dán luôn ở dưới đây. Ok. Wait. B. Ok, B nhỏ nha. Ok. Đây B nhỏ này, B nhỏ, đây là B nhỏ. Thì cái chống lưng của cái sóng B này nè, nó có thể hồi lại cái vùng lực. Nó rồi, nó có thể hồi lại cái vùng tới 66 200. Đây, 66 200.
đây 66 200. Nó có thể, nó riêng về cái sóng số 4 này á, ok, của cái sóng số 4 thì thuộc về cái sóng B lớn này, sóng C này, ok, thì nó tới cái chống lưng của nó đó chỉ rơi vào con giá 67.950 thôi, có nghĩa là vừa rồi mình nói là con giá 68.000 ở đây. Nhưng riêng về cái đếm sóng B này á, nó có thể rơi vào con giá 66.200 lần. Miễn sao chống được ở 66.200 thì sóng C sẽ được diễn ra và nó rơi vào con giá 81.000, 81.000. Thì ở đây nó có hai vùng để chống trong cái sóng hồi này. Một là nó chống ở đây. Nghe, nó chống ở đây, con giá là 67.950 nè. Ok. Hoặc nó có thể chống ở đây, nếu nó chống xa hơn chút xíu thì nó chỉ là sóng B thôi, sóng B thôi. Nó chỉ là sóng B thôi. Và sóng C sẽ được diễn ra rơi vào con giá 81.000. Nhưng mà cái quan trọng á là nếu mà nó sập xuống mà nó rơi dưới con giá 66.200 luôn á. Nếu nó rơi dưới con giá 66.200 thì tất cả mọi thứ đã quay đầu rồi, quay đầu rồi. Quay đầu luôn rồi. Nghe, 66.200 là tất cả mọi thứ đã quay đầu xuống luôn rồi. Có nghĩa rằng nó có thể là tất cả cái sóng B này nè đã kết thúc ở đây rồi. Sóng B này đã kết thúc ở đây rồi. Và tất cả sẽ quay lại cái sóng sóng C lớn, và cái C lớn là nó rơi vào cái con giá gì? Đây, nguyên cái khung con giá để rơi vào. Ok. Đây là những cái sóng A, B và C mình chia sẻ cho bạn một tháng trời hơn. Thì vừa rồi là mình mới đổi cái màu nó từ từ A lên B như vậy, lên B là như vậy thì là nó có ABC đúng không? Sóng A đây, sóng B ở đây và sóng C, ok, cùng màu với nó, cùng màu với nó nghe, ABC cùng màu với nó. Và từ từ B thôi, từ B lên tới C thì nó có năm sóng nhỏ, thì vừa rồi mình chia sẻ cho bạn đây là sóng 1, sóng 2, sóng nhỏ, sóng 3. Đây nó đang trải nghiệm là cái sóng 4. Và sau đó mình có cái sóng số 5 vẫn vậy. Nghe, sóng số 5 là sóng nhỏ của sóng C này và sóng C này là sóng nhỏ của sóng B này chứ không gì hết. Ok. Nhớ là đây là những từ A nè, ok, lên B nó có ba sóng nhỏ A, B và C. Ok, đây là những kiến thức mình lặp đi lặp lại cả ngàn qua bao nhiêu có thể là 20 cái video vừa rồi rồi chứ không phải là ngày một ngày hai. Thì với vậy cân nhắc, thì vừa rồi đây là sóng 3 đã kết thúc ở đây, sóng 4 đã có thể đã kết thúc ở đây. Nghe, bây giờ mình đã bập bên đi lên luôn, thì là bập bên đi lên luôn á, thì nó là hoàn tất cái sóng số 5 này thôi, đó là sóng C, sóng 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 B này. Kết thúc ở cái vùng 70 vẫn vậy, không không thay đổi, 73 cho tới 73 cho tới 76 thôi. Nghe, 73 tới 76 rồi sau đó nó sập lại. Ok, thì tới cái vùng này nè. Nó có vượt qua con giá 76 không thì nó là quan trọng. Ok, vượt qua con giá 76 á, nó là cái sóng đỏ rồi. Nó là nó có thể lên tới 81 lần. Ok. Nhưng mà nó sập lại thì là cái vùng này là cái vùng thu gom kế tiếp, cái vùng ngon lành thu gom vẫn vẫn vậy, không thay đổi nha, vẫn 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 vậy. Đây là cái vùng mua 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 mua, chữ mua đây, chữ mua đây. Ok. Bán thì ở cái vùng 80 90, nghe, 8 80 90 thì là cái vùng bán, là cái vùng ở trên cái khu vực trên đây là ok. Đây mình kéo lên cho bạn. Đây cái vùng này là cái vùng bán, chữ sell sẵn luôn. Ok, sell bán. Ok. Thì vừa rồi là tập trung trong cái video vừa rồi là từ 3 xuống như 4 như vậy, từ 3 xuống như 4 như vậy thì mình nói nó là ba sóng, mình vẽ tượng trưng cho bạn 1 2 3. Từ 3 xuống như 4 thường thường nó là ba sóng. Ok, ba sóng thì mình tắt đi tất cả mọi thứ. Thì về đếm sóng thì đây có thể là bạn đếm, đây là 1 nè. Đây là 2 nè. Và đây là có thể là 3 hoặc 3 đang được diễn ra nha. 1 2 3 hoặc 1 2 3 đang được diễn ra. Ok, để nó kết thúc cái sóng số số 4. Nhớ từ 3 xuống dưới 4 nó có ba sóng giống như mình vẽ ABC. Ok, thì vừa rồi là nó đang được diễn ra hoặc nó đang được diễn, nó đã hoàn tất rồi hoặc nó đang được diễn ra cái sóng cuối cùng của nó. Miễn sao nó chống được trên con giá là 67.950 thì xác suất là sóng số 5 sẽ được diễn ra. Còn nếu mà nó sập hơn thì nó sẽ rơi vào cái vùng này. Nhưng mà sau đó là nó có cái sóng chống lưng của cái sóng B này. Con giá là 62.200, miễn sao nó chống được cái con giá này mới là con giá quan trọng. Thì nếu nó chống được đúng không? Thì sóng C lớn này sẽ được diễn ra và nó rơi vào con giá 81 lần. Ok. Thì nó có hai đợt cho sóng. Nhưng mà nếu mà nó sập dưới con giá 62.000, 62.200
khi tất cả mọi thứ đã sập rồi, nghe, đã sập luôn rồi, đây sập luôn rồi, ok, sập, ok. Và mình sẽ bỏ một cái màu nào mà gọi là nó không có thường xuyên, là màu vàng, sập luôn rồi, dưới con giá 66, 62.000, 62.200, ok, 62.200, sóng B này, ok. Là mình ghi thêm vài câu nữa, gọi là để cho under, dưới đúng không, là down, ok, xuống luôn rồi, xuống luôn rồi, xuống luôn rồi, ok, xuống luôn rồi, ok. Thì nhớ là cái sóng A nè, ok, sóng B này và cái sóng C này nè, miễn sao thằng C á nó nằm trên thằng A thôi, là vừa rồi nó đã nằm trên thằng A rồi, thì bây giờ nếu nó sập luôn rồi á, có nghĩa là cái thằng B lớn này nè, cái thằng B lớn này nó đã kết thúc ở đây luôn rồi, thì bây giờ là cái sóng C này nó sẽ trải nghiệm đúng không, cái sóng C rơi vào con giá 61, 61.8 cho tới 58 sẽ xảy ra, ok. Nhưng ngay bây giờ thì mình chưa có cái thông tin đó, không biết nó sẽ sập hay không, thì tạm thời mình sẽ dán nó ở đó, ok. Thì nói về cái vùng gọi là nếu mà nó chống được ở cái con giá này, ok, nói chung là nguyên cái khung giá này từ 71.000, 67.000 ta, 67.900, ok, và con giá 62.200. Cái đầu tiên là cái quan trọng cái chỗ này, nếu nó chống được á, thì nó sẽ leo thang lên lại, ok, nó leo thang lên lại có nghĩa là bạn có thể vô lệnh đúng không, vô lệnh đây đó, mũi tên, ok, mũi tên này, ok, leo thang lên lại nếu nó chống được cái con giá 67.900. Vừa rồi là con giá nó là 68.000, nó chống khá là ok, bạn có thể thấy ngay cái chống lưng khá là ok, ok, nó chống ở cái chống lưng cuối cùng của mình, đây là nguyên cái chống lưng màu đỏ, là màu chống lưng từ 70.900 nó rớt xuống tới cái vùng này, nó ngừng ngay chỗ này luôn, nó ngừng ngay ở cái vùng này luôn, bạn có thể thấy, ok. Thì cái chống lưng của mình là khá là cái chống lưng của chúng ta khá là chuẩn, ok. Thì ngay bây giờ chủ yếu là nó có leo thang lên hay không, hay là nó rơi xuống cái vùng này lận, nhưng mà miễn sao nó giữ được trên con 66.200 nghe, thì nó vẫn leo thang lên lại, có nghĩa là cái sóng C này được diễn ra thôi, không gì hết nha. Thì đó, dán thêm một cái mũi tên ngay cái vùng này nữa nha, vùng này nữa, hai cái chỗ mà nên chống chống chỗ này, hoặc cái này là cái cơ hội cuối cùng của cái chống để cái sóng C đỏ này được diễn ra, ok. Thì riêng riêng mình á, thì mình phải đợi nghe, mình đợi trong những cái giờ tới đây để nó xảy ra, và rõ ràng ngay bây giờ là thời gian ở Việt Nam thì cái thị trường nước ngoài nó đang đi ngủ rồi, mà cái thị trường đó là cái thị trường cái đồng tiền lớn được giao dịch, thì mình phải đợi tới tối hôm nay để mình biết là nó có thể chống được ở cái vùng này nó đi lên hay không, ok. Mà chống được đi lên thì vẫn vậy, con giá vẫn vậy 73 đúng không, 73 76 là cái con giá kế tiếp quan trọng, 73 cho tới 7 76, 73 cho tới 76 trước, ok, rồi mình tính tiếp, ok. Ok, xác suất thì vẫn vậy, vẫn là lên 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 nhiều hơn xuống ngay bây giờ, xác suất là vẫn lên nhiều hơn xuống, chống ở đây được thì nó vẫn lên nghe, rớt dưới cái vùng này 66.200, rớt, ok, rớt cái vùng này thì vẫn là lên được, vẫn lên được nghe, vẫn lên được. Dưới 66.200 mới là quan trọng nghe, nó mới là xuống luôn, ok. Thì xác suất vẫn là lên lên là và lên. Ok, mình cứ ghi vài thông tin xuống mình coi thử. À, mình có bỏ lỡ một cái thứ gì không? Ok. Ok. Xác suất nha, vẫn cao là sau khi nó lên tới cái vùng 73 cho tới 76 là nó sẽ sập lại cái sóng C của nó, rơi vào cái vùng này nha. Cái đó là cái suy nghĩ cao nhất nha, lúc nào cũng vậy. Nghe, một tháng chơi rồi nha, là cái sóng số 4 sẽ kết thúc ở đây chứ không phải là sóng số 4 kết thúc ở đây. Ok, sẽ được dời qua bên đó. Ok, không không có gì thay đổi nha. ABC xác suất là đã đang được diễn ra thôi, vẫn vậy nha, ABC đang được diễn ra, có nghĩa là A này, B này, ok, và C đang được diễn ra thôi chứ không gì hết nha, ABC của cái sóng B lớn này nha, sóng B lớn này, ok. 76 chứ 75 76 là con giá kế tiếp của cái sóng 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 này, từ 73 cho tới 76 lần, ok, là cái của cái sóng này, ok. Cẩn thận là vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn, ok. Canh ở cái vùng này để long lên nếu nó chống được, hoặc cái vùng này để long lên nó chống được, ok, long lên, ok. Còn dưới đây thì là nó mình phải vô cái lệnh short rồi, nó sẽ rơi vào cái vùng tới 761 là 618 đúng không, 618 cho tới
61 8 cho tới 50 58, ok, là cái vùng thu gom ngon lành nhất. Ok, tới cái giai đoạn này nhớ là bạn phải chốt 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 bớt đi nghe, cái giá sóng B này, ok, từ 73 cho tới 76 là cái giai đoạn phải chốt 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 đây, ok, cân nhắc rồi nha, chứ không phải là không, ok, dán rất lâu rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2. Đây, tới cái giai đoạn cuối của sóng số 3 lên tới cái con giá là 73 cho tới 76 là chốt bớt chốt bớt chốt bớt và chốt bớt, bởi vì sau đó là cái sóng C được diễn ra đúng không, nó sẽ đem tới con giá là tới cái vùng này lần, bởi vì vậy chốt bớt. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Nhớ nếu mà kịp được kiến thức giúp mình ấn vô cái con tay bên dưới giúp mình ấn vô cái chữ thích 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 thích. Ok, vậy thôi, xin chào mọi người.